quý vị chương trình truyền hình thứ tư 5 tháng 12 trên kênh 7 gồm có 5 giờ 5 phút chiếu phim phim truyện Anh Scoot và những người bạn tập 12, 6 giờ phim hoạt hình phim bô, 6 giờ 30 phút chào ngày mới, 7 giờ cha mẹ thiếu nhi giọt sương mai, 7 giờ 25 phút tạp chí quần vợt, 7 giờ 50 phút du lịch vòng quanh thế giới Aten, 8 giờ 15 phút tạp chí văn hóa nghệ thuật thế giới, 8 giờ 45 phút tạp chí giáo dục, 9 giờ gia đình và xã hội tấm lòng nhân ái, 9 giờ 20 phút chiếu phim phim truyện Việt Nam bí mật của những cuộc đời tập 21 và 22, 11 giờ chương trình múa vũ điệu bốn phương, 11 giờ 45 phút qua hướng dương, 12 giờ chiếu phim phim truyện Hồng Kông bản lĩnh người đẹp tập 9 giờ 10, 13 giờ 45 phút sự kiện thể thao, 14 giờ câu lạc bộ thể thao, 14 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc thời gian đẹp nhất tập 30, 15 giờ 20 phút phim truyện Việt Nam người đợi ở bờ xa tập 3, 16 giờ 10 phút phim tài liệu di chất nhưng không nhỏ, 16 giờ 30 phút ẩm thực nước ngoài, 17 giờ chiếu phim phim truyện Trung Quốc Hoàng đế Vĩnh Lạc tập 1 và 2, 18 giờ bản tin kinh tế, 18 giờ 15 phút chiếu phim phần tiếp theo, 19 giờ quà tặng tri thức, 19 giờ 30 phút phim hoạt hình siêu quậy Sơn, 19 giờ 50 phút tình thế giới, 20 giờ chương trình hội ngộ bất ngờ, 21 giờ chinh phục đỉnh Everest, 21 giờ 10 phút ký sự huyền bí sông Hằng, 21 giờ 20 phút nốt nhạc vui, 22 giờ 15 phút tin trong nước, 22 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc sóng gió cuối Trường Minh tập 9, 23 giờ 30 phút sức khỏe gia đình, 23 giờ 55 phút đất nước mến yêu giai điệu giữa đại ngàn, tin cuối ngày tin thế giới tin thể thao. Những thông tin tổng quan về SEA Games 24.